truy bắt đối tượng vác 9 bánh heroin nhảy sông Hồng tẩu thoát. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 6, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã có kết luận 9 bánh màu vàng trong túi sách mà đối tượng nam giới định mang sang Trung Quốc là heroin, tổng trọng lượng là 3.137,21 kg. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5, tại khu vực biên giới thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đội tuần tra đồn biên phòng Hải Hòa đã phát hiện yêu cầu kiểm tra một đối tượng nam giới đi từ hướng nội địa xuống bờ sông biên giới sang Trung Quốc, trên người mang theo một túi sách. Khi bộ đội biên phòng kiểm tra, đối tượng này nhảy xuống sông định bơi về phía Trung Quốc nhưng đã bị trinh sát kịp bắt giữ. Đối tượng khai là Hoàng Văn Minh, sinh năm 1991, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Nạp Phòng, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Trong túi sách Minh mang theo chứa 9 bánh màu vàng, mỗi bánh có trọng lượng 380 g, được bọc trong bao ni lông. Bên trong lớp ni lông chứa một tinh thể màu trắng mịn, được Minh xác nhận là heroin. Qua đấu tranh khai thác, Minh nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng từ Mai Châu, Hòa Bình sang Móng Cái, Trung Quốc để lấy tiền công. Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.